đâu đấy hả? Gì? À đây à? Vận trên. Ôi đúng thế. Em xem chỗ đứng ở giữa này có vừa không? Em nghĩ là vừa đúng không? Mong là vừa. À, tôi sẵn sàng rồi, bạn có muốn nói trước một số không? Giới thiệu bình luận viên. Phát ơi, Phát lùi media về đây đi. Long ơi, lùi media về đây đi. Cho bình luận viên nó là để anh Duy ngồi đấy. Em dình sẵn luôn đây. Em cứ bảo. Em bảo thứ nhất là em chỉnh hai số thế rồi. Cân bằng trắng nhá. Cân bằng trắng thế à? Xét rồi à? Em bấm vào cái bài rồi. 28 là hơi khoai đấy nhá, nó chụp thể thao ấy nhá. Vâng. Nếu mà cần thì tăng lên 4 đi. 4. Nên để 4 anh thì tự với anh nhào thì thế. Ôi. Anh kéo tóc lên thôi. Huy giờ này có bận không? Em không chỉnh được khẩu đúng không? Chỉnh được khẩu, chỉnh được bài. À, đây nhá. À, thì vẫn xoay ở đây à? Hình như ở đây à? Ok, đây là tốc này. Khẩu ở đây, xoay này. Đấy, cái đấy là xoay khẩu. Đây là xoay tốc này. Tốc trên khẩu trên kia, ISO bấm đây để chỉnh. Mà số thì là nắng, anh nhảy 100 đi. Ờ, 100 thôi. Ok, tắt là đi. À, thì mấy xin mà không lấy hả? Mèo đó, mày cất túi đi, anh ăn cướp đâu. Quay vừa update thì
chào quý vị, chào quý vị và khán giả. Tôi là Sơn Duy Nguyễn, tôi là thành viên của giải Super League của AFC ngày hôm nay. Hôm nay là vòng thi đấu thứ hai trong một giải Super League, AFC Super League 2021. Và chúng ta sẽ bắt đầu với trận ngay với trận đấu đầu tiên giữa đội Spider-Man và Hulk. Như các bạn đã biết, Hulk là đã bị sẩy chân trong trận đấu đầu tiên của mình, khá là đáng tiếc với đội Iron Man. Tuy nhiên, điều mà huấn luyện viên Quang Duy chưa khai thác ở đội là những sức mạnh của những cầu thủ Olympia, những cầu thủ có rất là nhiều năm thi đấu cùng với nhau. Như có thể thấy là Trí Bách, Trương Hiếu, Việt Anh hay là Trần Vinh. Và ngay trong trận đấu ngày hôm nay, đội xuất phát của đội Hulk gồm có Trí Bách là số 5, Vũ Văn Anh, cầu thủ trẻ của đội tuyển U14 AFC mang áo số 8, Lê Nhật Anh mang áo số 12, Vũ Trung Hiếu mang áo số 15 và cầu thủ Bạch Nguyễn mang số áo 11 ở bên phía đối diện. Người ra sân của Spider-Man gồm có Mai Hào, tuyển thủ của lứa vàng cầu Giấy vô địch giải quận năm vừa rồi, mang số 8, Thành Kilian, Lê Phan Anh, Hùng Huy Lô và Lý Hà Thành. Trí Bách chuyền bóng cho Lê Nhật Anh, làm diện đột phá đẩy xuống con ở Phan Anh có cú dứt tay 3 điểm đầu tiên không thành công, nhưng rất đáng tiếc khi hai cầu thủ đội Hulk có rất nhiều một pha không chắc ở xin lùi vào. Có vẻ như Nhật Anh đang muốn báo sát Thành Kia rồi. Liệu có thể bắt vào một cung dao không? Mai Hào, Hùng Milo có thua xuống 2 điểm không? Không, đột phá. Mai Hào, phách, không vượt qua được Trí Bách. Đã bị trùng yếu siêu rồi. Thành Kia rất nhanh. Và đã có lỗi được gọi lên. Rộng hơn này đúng không anh? Lỗi đến từ số 12 của đội Hulk. Và bóng vẫn sẽ thuộc quyền kiểm soát của đội Spider-Man. Motion được gọi lên rồi. Mai Hào dựng bóng vào top. Hand off cho Thành. Để bóng cho Lê Phan Anh. Vị trí ném rất sớm đây rồi. Có điểm không? Không có điểm cho Lê Phan Anh. Rồi và bóng sẽ quay về tay của những chàng trai áo xanh. Hai đội đang thể hiện rất sốt quyết tâm nhập cuộc trận đấu rất nhanh. Một pha chuyền bóng có phần hơi bất cẩn đến từ Lê Nhật Vinh. Thái Trí Bách đánh vào không? Đánh vào rồi. Rất khó. Đã bị ba cầu thủ của Spider-Man áp sát. Vẫn kiểm soát được bóng. Đã có lỗi được gọi lên rồi. Mai Hào đã có một lỗi đánh tay. Gọi bài rất căng. Nhật Minh có điểm trợ từ Khánh. Vào middle không vượt qua được Quang Anh. Phan Anh, Trí Bách đánh truyền khá tốt nhưng lại là một pha 3 giây trước đó rồi. Rất đáng tiếc cho đội Hulk. Motion luôn này. Đó là những lời mà tôi nghe được từ Thành Kilian. Mà chúng ta cũng có thể dự báo sẵn sàng. Hùng Milo đi thẳng vào giữa. Có một pha đánh rất bay đến từ Hùng Milo. Và đấy là hai điểm đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay các bạn. Sải tay dài, bước chân rất khỏe. Đó là những lợi thế mà hiện giờ tôi đang thấy mà Hùng Milo có thể đóng góp cho đội Spider-Man. Chưa kể đến là tôi nghe nói huấn luyện viên Khoa đã nhắc đến khả năng ném 3 điểm của cầu thủ này. Nếu quả thực là cậu ta có thể thực hiện trung bình 1 đến 2 cú ném 3 điểm một trận thì đây sẽ là một vũ khí đáng gờm của đội Spider-Man. Phan Anh, Trung Hiếu đòn đáy ở sở trường. Nhật Anh đã phách được rồi, có ném không? Không ném. Phan Anh, Khánh tung một cú ném long two, đẩy bóng cho Phan Anh, hơi lập bập rồi. Thành Kilian, Hùng Milo
ném 3 điểm như tôi đã nói. Và đó là 3 điểm tính dành cho Hùng Milo. Hùng đang đánh rất vậy. Phan Anh có một cú steal tốt. Không chỉ là một tay ném 3 điểm xuất sắc mà Phan Anh, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của U17 ASA, còn là một tay phòng ngự đáng gờm. Chí Bách đối mặt Hùng, đối mặt Mai Hào, truyền bóng không tốt. Tuy nhiên vẫn là thuộc quyền kiểm soát của những chàng trai áo xanh. Lai đã được gọi lên. Nhật Minh, Chí Bách đối mặt Mai Hào có cản được không? Qua được Mai Hào rồi nhưng đã bị Thành Kilian làm khó. Một cú ném 24 giây. Tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi các bạn ạ. Và đó là một pha tấn công hỏng ăn vì do chàng trai áo xanh. Chí Bách đã ra sân rồi. Và sân Thanh là một cầu thủ được đôn lên từ Super Kid. Cậu bé bảo Hùng nhả bóng hơi bất cẩn. Đã bắt được rồi, còn ném 3 điểm không? Không ném 3 điểm. Mai Hào một cú ném 2 điểm khá xa. Lia Thành rất chắc chắn trong những tình huống rebound. Và Húc đã phải mất một lỗi để cản phá cầu thủ này không quấy tung khu vực bên. Lia Thành, cậu bé bảo đối mặt với Thành Kilian đã bị vượt qua rồi. Hùng Milo không ném 3 điểm. Phan Anh open, rất đáng tiếc, bóng rất đẹp nhưng thiếu một chút may mắn. Hùng Milo đánh thẳng vào trong rổ. Có một có một pha miscommunication với các trọng tài và sẽ có một hội ý trọng tài diễn ra trên sân. Vâng, và đó là một phép N1 dành cho Hùng Milo. 2 điểm tính và chàng trai sẽ được nhận thêm một cú ném phạt nữa nếu thành công. Đây sẽ là 8 điểm đầu tiên của trận đấu do một mình anh hoàn thành. Rebound tốt. Phan Anh, Spider-Man bắt rất cao. Gặp khó rồi. Phan Anh rất bế tắc và đã có một turnover dành cho Phan Anh. Thành Kilian, Hùng Milo, 2 điểm tính cho Hùng Milo. Tỷ số hiện giờ là 9-0. Nghiêng cho Spider-Man. Huấn luyện viên Quang Duy bắt buộc phải hội ý để trấn tĩnh cho các chàng trai của đội mình. Một khởi đầu cực kỳ thuận lợi dành cho huấn luyện viên Khoa Nguyễn. Và cũng để nhắc thêm rằng thành công của Iron Man năm ngoái không thể phủ nhận sự đóng góp của trợ lý huấn luyện viên này. Ngoài việc truyền nhiệt và đóng góp về mặt chuyên môn, anh còn làm sợi dây kết nối các thành viên của trong đội với nhau. Thế nên chúng ta luôn luôn thấy những tập thể vô cùng gắn kết và vững chãi như đội Iron Man ở trong giải đấu AFC Super League. Có thể nói đến như Loki của huấn luyện viên Bình Phan, hay đội Iron Man của huấn luyện viên Xuân Duy, hay thậm chí là Captain của đội viên Hưng Bún cũng đang trên con đường để hoàn thiện đội hình của đội mình. Chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ nhất trong trận đấu giữa Húc và đội Spider-Man.
Thời gian của hiệp đầu thứ nhất còn 4 phút 25 giây. Và sau một loạt những sai lầm thì Vũ Phan Anh đã được thay ra vào sân là Chí Bách. Gặp khó rồi. Đẩy bóng đối mặt với cả Ly Hà Thành. Đánh rất khó, gần như không có hướng. Gần như không có hướng tấn công dành cho đội Húc. Liên tục là những pha bị press rất sát, cộng với những turnover và để cho đối thủ có những đường phản công nhanh vô cùng nguy hiểm. Thành Kilian, cậu bé Bảo, motion tiếp rồi. Hùng Milo, đối mặt Thành Vinh. Một pha 3 điểm open nhưng lại mắc lỗi 24 giây từ trước. Rất đáng tiếc. Sau cú ra tay 3 điểm thì Mai Hào đã được thay ra khỏi sân. Và Hùng Milo, người hùng của trận đấu của hiệp 1 cũng đã được ra nghỉ rồi. Vâng, đó là một pha đánh rất cố gắng của Chí Bách nhưng đã dẫm vạch rồi. 2 điểm không được tính dành cho đội Húc. Bốn đã được gọi lên rồi. Gia Hiếu, Phan Anh, phách tốt, có điểm không? Và 2 điểm tính dành cho Phan Anh. Thi đấu cực kỳ kinh nghiệm. Phô diễn kỹ năng, vượt qua được Phan Anh nhưng đã có một lỗi rồi. Có vẻ là đến thời điểm hiện tại tôi cảm thấy là Húc vẫn thiếu một cái gì đó trong những đường tấn công, khi tôi không thấy sự kết hợp từ nhiều vị trí và nhiều cầu thủ với nhau, và đơn thuần đó những tình huống đánh isolation. Bài inbound của Húc có phải là live chẳng? Có truyền được không? Không truyền. Thành Vinh đã lấy được một lỗi đến từ Minh Nhật rồi. Lợi thế về mặt thể hình khiến cầu thủ này vô cùng tự tin khi đánh thẳng vào khu vực bên. Chí Bách, Trung Hiếu ném 3 điểm. Không có 3 điểm dành cho Trung Hiếu. Gia Hiếu rebound được rồi. Đối mặt với Bảo Sót, motion đã được gọi lên. Long three rất xa. Bóng airball nhưng đã được đồng đội sửa sai vào một tình huống offensive rebound và mang đến hai quả ném phạt. Sau tình huống vừa rồi thì có vẻ như Vũ Phan Anh sẽ vào thay Thành Vinh. Tôi xin lỗi, Nhật Minh. Quả ném phạt thứ nhất thành công, mang về thêm một điểm dành cho đội Spider-Man. Vâng, và trong lúc tôi chưa kịp định thần lại thì đã có 2 điểm dành cho đội Húc rồi. Và điểm số này có vẻ đến từ cầu thủ số 15 của đội Húc. Phan Anh open. Có điểm sau cú ra tay không? Đây là cú ra tay thứ 3. Nhưng vẫn là một chút thiếu may mắn dành cho cầu thủ số 6 này. Phan Anh chuyền bóng Trung Hiếu đối mặt với Đình Đạt. Chí Bách đi thẳng vào middle, gặp big man của đội Spider-Man rất to và đã bị chặn lại rồi. An Trung, cầu thủ được đô lên từ Super Kid, đã vào sân thay cho Phan Anh. Gia Hiếu, vẫn là bài motion quen thuộc. Double screen. An Trung làm gì đây?
ném rất khó đến từ Gia Hiếu. Và đó là một pha lập bập bóng tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của đội Spider-Man. Chuyền bóng bất cẩn và suýt chút nữa Phan Anh đã có một pha steal tốt. An Trung bị Thành Vinh steal rồi. Nhưng steal là tốt, tấn công rổ ok, nhưng dứt điểm lại là một điểm trừ trong tình huống vừa rồi. Gia Hiếu đi thẳng và đối mặt với Trung Hiếu. Minh Nhật đã bị chặn lại ở khu vực bên rồi. Đình Đạt có một pha hai điểm dễ hơn ăn kẹo. Nâng tỷ số lên 15-2 dành cho đội Spider-Man. Spider-Man đang có tâm lý thi đấu rất thoải mái. Trung Hiếu đối mặt với Đình Đạt. Minh Nhật dẫn bóng bất cẩn đã bị steal từ phía sau rồi. Liên tục là những tình huống đổi bóng vô cùng khó. Có điểm không? Không có điểm. Trung Hiếu bắt buộc phải hy sinh một lỗi của bản thân để chặn cầu thủ số 13 của đội Spider-Man lại. Tôi xin lỗi, hiện giờ tôi chưa có thông tin về cầu thủ số 13 này. Nhưng có vẻ anh chơi khá là nhiệt. Sau lỗi vừa rồi thì Trung Hiếu được thay ra khỏi sân. Thay cho anh là cầu thủ Triệu Quang Đạt. Ném phạt có thành công không? Quả phạt thứ nhất thành công, một điểm tính dành cho cầu thủ, dành cho đội Spider-Man. Còn ném phạt thứ hai rất tốt, hai điểm tính cho đội Spider-Man. Như tôi đã nói, tâm lý thiếu thoải mái khiến các cầu thủ chơi vô cùng tự tin. Phan Anh qua được Hiếu rồi và đã có một pha lỗi của Gia Hiếu. Chỉ mới vài phút thôi nhưng tôi đã thấy Nhật Minh và Chí Bách bắt buộc phải vào sân rồi. Trong tình huống mà trong hiệp 1 còn 47 giây, đội Húc đã thua đến 14 điểm. Thì việc để cho các cầu thủ chủ lực vào sân thi đấu giữ thế trận đấu là vô cùng quan trọng. Và trong khi tôi đang nói thì Phan Anh đã trượt cú ném phạt đầu tiên rồi. Ném phạt thứ hai không tốt. Đình Đạt đã bắt được dư bao rồi. Tuy nhiên đường truyền phản công nhanh đã bị Chí Bách cắt lại. Và tiếp tục là một pha trả lại cú cắt bóng rất tốt. Hai đội đang ăn miếng trả miếng vô cùng quyết liệt. Sẽ có hai cú ném phạt dành cho cầu thủ số 13. Và các quý vị khán giả cũng như các bạn học viên đang xem trên sóng livestream của SA có thể cho tôi biết tên của cầu thủ số 13 này được không ạ? Còn ném phạt thứ hai lập bập không vào rổ. Triệu Quang Đạt chuyền bóng đã bị chặn lại rồi. Các cầu thủ đội Spider-Man thủ rất rát. Phan Anh, 3 điểm, có 3 điểm dành cho Phan Anh không? Có 3 điểm dành cho Phan Anh nhưng đó là một cú Ebo. Bóng được chuyển sang quyền kiểm soát của Spider-Man. Gia Hiếu, 18 giây rồi, làm gì đây? Gọi 4. Võ Chu Tuấn Kiệt đối mặt với Chí Bách. Một pha block nguyên cảnh đào của Húc dành tặng cho cầu thủ số 13. Đánh vào trong, rất khỏe,
Nhưng đó là một lỗi khá là, tôi đánh giá khá là non đến từ Vũ Văn Anh. Và không, sẽ không có ném phạt dành cho đội Spider-Man. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã được cất lên trước khi có tình huống va chạm xảy ra. Và chúng ta sẽ đến với 5 phút nghỉ giữa hiệp để chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ 2. Thi đấu hiện giờ đang nghiêng về đội Spider-Man với khoảng cách 14 điểm, 16-2. Super League 2021 diễn ra đội Spider-Man và đội Hulk. Motion gọi lên, đó là tiếng gọi tên của thành viên. Và chuyền bóng bất cẩn rồi. Tuy nhiên, Thành Kian đã có một pha sửa sai, không để đối thủ ghi 2 điểm, nhưng bóng vẫn tiếp tục quyền kiểm soát của đội Hulk. Lai, Triệu Quang Đạt, Phan Anh đối mặt Thành Kilian. Vào bóng khá thô. Và đó là một lỗi dành cho Thành Kilian. Chí Bách. Bóng đập chân Chí Bách ra ngoài. Và đó là một tên vừa vừa dành cho đội Hulk. 4-4-4-4-4-4-4. Cùng như lộ đối mặt với Chí Bách, tái lên trận đối với Đình Đạt, tung ra một pha 3 điểm. Tiểu Bốp đã đi 3 được rồi. Chuyền bóng cho Nhật Minh. Có đánh vào trong không? Chuyền bóng đạt, lao bóng rất khỏe. Và trong tình huống là vào vừa rồi đã có lỗ đến từ cầu thủ số 13 của Spider-Man nếu như tôi không nhầm. Hoàng Anh thì có tình huống đấy lỗi xảy ra thì Mai Hào đã vào. Mai Hào và Lưu Hoàng Anh đã vào thay đổi rồi. Một pha bắt bóng nguyên cảnh từ Hùng Milo nhưng đã sơ sẩy để tuột bắt cơ hội triển khai tấn công cho đội nhà rồi. Và Húc sẽ có thêm một đội nữa để sửa sai cho tình huống vừa rồi. Phạm luật 5 giây, kiểu 5 giây không chuyền bóng rồi. Và Húc đang gặp rất nhiều vấn đề. Liệu huấn luyện viên Quang Duy sẽ tìm ra những phương án nào để cải thiện tinh thần cũng như là sự gắn kết cho đội hình ngày hôm nay không? Nếu như không có phương án, đây coi như là dấu chấm hết trong trận đấu ngày hôm nay dành cho Húc. Húc sẽ phải rất tập trung nếu muốn giành lại thế trận cho đội mình. Phan Anh, một pha 3 điểm cực kỳ khó đến từ Phan Anh khi Hiếu Bốc đã đặt tay gần như đến sát mặt rồi.
nhưng đó là 3 điểm ngọt ngào sau 4 lần ra tay dành cho Phan Anh. Chí Bất đối gặp Mai Hảo. Mai Hảo tỏ ra khá thiếu kinh nghiệm với cầu với Chí Bất, một cầu thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giải trường Olympic Hà Tĩnh. Chuyển trạng thái từ phòng thủ tấn công tuyệt vời và Phan Men có thêm 2 điểm từ sự nhanh nhẹn của Thành Kim Lan. Thiếu bốp. Thiếu bốp đối mặt với cả Phan Anh. Thiếu 6 đi. Có đó là một lỗi cản người dành cho Phan Anh. Trọng tài, đối xanh lên người. Thái đối mặt Lia Thành, pin tốt và có một pha quá hàm lỗi đến từ Thành Kilian rồi. Thành Kilian đang tự làm khó bản thân mình cũng như là đưa Khánh lên đến vạch ném phạt và Khánh sẽ có hai cơ hội để kiếm thêm những điểm số cực kỳ quan trọng cho đội nhà. Spider-Man sau mùa giải Super League khá là tuyết năm ngoái thì năm nay gần như đã thay đổi diện mạo của mình với một dàn hảo thủ vô cùng chất lượng. Những cầu thủ có thể kể đến như Hùng Milo, Mai Hào, Lê Phan Anh, Thành Kilian hay Đương Kỳ hay là Đương Kim, Sigman ở Brazil năm vừa rồi của chúng ta là Lưu Tiến Minh Nhật. Okay, quả đá phạt thứ nhất không thành công. Rất đáng tiếc là do Khánh. Quả ném phạt thứ hai tiếp tục không thành công. Mai Hảo bật rất cao đã thu hồi được rebound cho đội nhà rồi. Thành Kilian con số 4 lên. Như thế nào đây? Một điểm trợ lực cho Mai Hảo. Không. Bóng được chuyển tiếp đến tay của Phan Anh. Phan Anh đối mặt với cầu thủ trẻ Vũ Phan Anh. Hai Phan Anh nhưng là hai đẳng cấp hiện giờ tôi đánh là còn trên đỉnh cao khá xa. Thành Kilian có một pha pull up rất tốt, bật rất cao nhưng bóng chỉ đập vành ra ngoài. Chí Bách thiếu bốp, spin đẩy cho Khánh ở middle, pull up ở cự ly trung bình không thành công. Bóng tiếp tục được đẩy về tay của Thành Kilian và chủ động muốn đánh motion để hạ nhịp độ trận đấu lại rồi. Phan Anh còn ném 3 điểm thương không? Ném 3 điểm là một cú step back 2 điểm. Và nó vẫn là 2 điểm tính dành cho Phan Anh. Ném cực kỳ tốt. 3 lần vô cùng tốt. Vũ Phan Anh gặp khó rồi. Bóng đang của đội Húc đang được luân chuyển không đều. Và có một pha gửi nhầm tiền vào ngân hàng các bạn ạ. 2 điểm là dễ dành cho đội Spider-Man. Nửa hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua rồi nhưng mà Húc gần như đã đang chưa tìm được nút thắt để tháo gỡ vấn đề của đội mình. Các vị trí thi đấu với nhau thiếu sự mạch lạc và gần như những tình huống điểm mạnh, tôi đánh giá là điểm mạnh của đội Húc như những tình huống keep and go và những tình huống phối hợp nhỏ này. Hai ba cầu thủ giữa những thành viên đã vô cùng ăn ý với nhau đến từ trường Olympia gần như không khai thác và đó là những pha đánh isolation mà tôi đánh giá là rất là hiệu quả. Đã hết thời gian hội ý, mời cả hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Đã hết thời gian hội ý, chúng ta sẽ tiếp tục vào hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Thời gian thi đấu còn 5 phút 12 giây, và huấn luyện viên Quang Duy sẽ làm gì trong 5 phút 12 giây tới để giúp đội mình bước vào giờ nghỉ giữa hiệp thứ một? Đã hết thời gian hội ý, mời cả hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Có thể làm yên tâm, có thể làm những người những người ủng hộ chàng trai những chàng trai dành cho chàng trai
Hoàng Anh. Đối mặt với cả cậu bé Bảo rất nhiệt, nhưng Phan Anh nghĩ là tội gì mà phải đâm vào nó, đẩy quả bóng xong rồi chạy xiết có phải đẹp hơn không? Và đó là những gì anh ta đã làm. Tuy nhiên, các chàng trai của chúng ta đã có vẻ hơi say trận đấu rồi khi tiếng còi của trọng tài cất lên nhưng vẫn cố gắng tranh giành quả bóng. Motion được gọi lên. Bóng đến tay ai đây? Mai Hào. Cầu thủ trẻ được đánh giá là rất tốt nhưng chưa có quá nhiều điểm nhấn trong giải đấu ngày tuần này. Phan Anh vô cùng hay. Đây là lý do tại sao một cầu thủ chỉ cao 1m72 thôi mà có thể thi đấu cực kỳ xuất sắc trong đội tuyển Hà Nội cũng như là đội tuyển đại diện U17 của anh với Trần Huy là một trong hai họng súng hạng nặng của đội tuyển U17. Do bên đen đã tập đủ số lỗi đồng đội rồi và thậm chí trong vòng loại của giải trẻ các câu lạc bộ bóng rổ Hà Nội, anh thi đấu với chiếc chân đau nhưng vẫn kịp thả nhẹ nhàng hai cú ném 3 điểm để ấn định chiến thắng duy nhất giữa đội tuyển trẻ của ASA và đội Hà Nội Lee Sắc. Thủ giáp, thủ rất giáp, chuyền bóng rồi. Ai đây? Gia Hiếu đẩy bóng. Mai Hào và cậu bé Bảo như đã phạm một lỗi rồi, một lỗi cản người do Mai Hào. Tôi xin lỗi, đó là một lỗi 24 giây đến từ đội Spider-Man. Và hai cầu thủ trẻ của đội Spider-Man vào sân thay cho Hùng Milo và Phan Anh. Một lỗi đánh tay trong cầu thủ số 11 của đội Spider-Man và cậu ấy bảo sẽ được đứng trên vạch đánh phạt. Quả đánh phạt thứ nhất thành công, một điểm tính. Cầm bóng khá sớm và bị cậu bé Bảo áp rất sát. Gia Hiếu, cậu bé Bảo rất nhiệt, thi đấu vô cùng lăn xả và liên tục là những pha bắt press hiệu quả đến từ Hùng. Trong tình huống vừa rồi thì Gia Hiếu đã bắt buộc phải phạm lỗi để cản tình huống phản công nhanh của Phan Anh. Và sau tình huống vừa rồi thì Khoa Nguyễn đã phải gọi hội ý để chỉnh đốn sự tập trung của các cầu thủ trẻ đang ở trong sân. Vâng, và bây giờ sau khi có một khoảng cách khá là an toàn về mặt tỷ số thì Phong Nguyễn đang muốn các cầu thủ của mình gặp phải foul trouble và đã có những nhắc nhở vô cùng rõ ràng hàng ghế của đội Spider-Man và chúng ta có lẽ tôi đoán là chúng ta sẽ gặp kịch bản
tốt nhất của đội Spider-Man sớm đây thôi, khi mà những Hùng Milo, Mai Hào, thằng Kylian hay Lê Phan Anh có thể ôm được về mặt tâm lý. Phan Anh có mang thêm điểm số cho đội mình hay không? Và đó là không tính điểm dành cho Phan Anh. Một pha thi đấu khá non đến từ cầu thủ này. Phúc đang cố gắng tốc lại tinh thần của mình. Gia Hiếu gặp cậu bé Bảo bị thủ rất sát, tung ra một cú ném khó. Xuyên chân Ebo rồi và bóng đã được chuyển về tay của Chí Bách. Chí Bách đối mặt ai đây? Đi hai rồi Bách. Chuyền bóng cho Phan Anh gặp Connor. Và đó là một pha sinh tốt đến từ cầu thủ Gia Hiếu của Tài Thanh. Chuyền bóng tốt đến từ Chí Bách. Và đó là một pha dọn cỗ Bình Vinh. Phòng thủ tốt đến từ Khánh. Và tiếp tục là phản công nhanh dành cho Húc. Có vẻ như Húc đã tìm lại nhịp của nhịp thi đấu của bản thân mình rồi. Cậu bé Bảo đi vào middle. Chuyền bóng cho ai đây? Có đánh vào rổ không? Thành Vinh đánh vào khá lấp bập, đi thành steal rồi. Chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Một pha bất cẩn. Và Phan Anh, Phan Anh có một từ cộng thêm là hai cú ném phạt do cầu thủ số 11 của Spider-Man tặng cho. Và hy vọng là cầu thủ này sẽ cầm tiền không để tiền rơi, mang về đầy đủ hai điểm cho đội Húc của mình. Vâng, và không chỉ là hai phạt mà nó sẽ là một lỗi phạt, một lỗi phản nhân thể thao theo đánh giá của tôi hiện giờ. Và Phan Anh mang về những điểm số quan trọng không thêm. Anh Tú nhìn nét của em nhá, chỗ này bóng quá, anh mong rằng các thằng trai áo xanh sẽ tìm lại nhịp thi đấu của mình sớm thôi. Được rồi anh, được rồi anh. Phan Anh, cậu bé Bảo đối mặt với Minh Nhật, bị thủ rất sát. Vâng, và Minh Nhật đã có một pha phòng thủ hơi thiếu kinh nghiệm theo như tôi đánh giá. Tình huống vừa rồi hoàn toàn cậu ta nên tránh ra và để cho Lia Thành ở tuyến 2 thực hiện phòng thủ ấy, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn. Sau nếu phạt thời gian thi đấu cộng chung thứ 2 còn 2 phút 25 giây. Có điểm số, không có điểm số từ quả phạt thứ nhất của Trung Hiếu. Pha phạt thứ 2 thành công ghi 1 điểm. Vũ Phan Anh đã được ra khỏi sân rồi và người sẽ nhận trách nhiệm của Nhật Minh. Lê Phan Anh đối mặt với Nhật Minh có điểm trợ tốt, 3 điểm open có điểm không. Tráng Vành khá đáng tiếc nhưng Gia Hiếu đã vớt được lại rebound rồi. Chuyền bóng cho ai nào? Minh Nhật tung ra một cú 3 điểm tập Vành. Và rất tiếc trong pha thả rổ vừa rồi một chút nữa thôi, Hiếu vô đẩy bóng rất mạnh. Hiếu
Nhật Minh tung ra cú phát điểm đầu tiên trận đấu ngày hôm nay của anh nhưng không thành công. Bóng đã trở lại với Phan Anh rồi. Phan Anh đi thẳng vào giữa. Đoàn kích ra Hiếu không thành công rồi. Không có 3 điểm được ra Hiếu. Trung Hiếu đánh thẳng vào giữa. Rất khỏe. Và có 2 điểm dành cho Trung Hiếu. Gia Bảo phòng thủ rất nhiều. Có điểm sợi từ nhà lao vào rổ khá thoáng nhưng bóng lại lập bập. Và đó là một pha cơ đồ dành cho cầu thủ số 13 của Spider-Man. Phan Anh. Linh Nhật. Và đó là một pha 24 giây đến từ Spider-Man. Thời gian thi đấu của hiệp thứ 2 chỉ còn 45 giây thôi. Minh Nhật đối mặt với cả Minh Nhật. Và Minh Nhật Xanh đã chiến thắng trong pha vừa rồi và sẽ được hưởng 2 quả đánh phạt. Bất lợi về mặt thể hình của Lưu Tuấn Minh Nhật thể hiện rất rõ trong những tình huống vừa qua khi anh liên tục bị bully bởi những cầu thủ có thể hình cũng như sức khỏe vượt trội. Quả thiếu thứ nhất thành công, một điểm tính dành cho Lễ Húc. Ném phạt tốt. Và cả hai đội sẽ có những hiệp thứ hai còn 40 giây. Tỷ số hiện giờ 27-12. Khoảng cách hiện giờ là 15 điểm. Vẫn tiếp tục là motion. Đó là một pha lỗi bước tới từ cầu thủ thằng Kylian. Húc sẽ có thêm cơ hội để làm lại. Và Spider-Man có vẻ như đã chủ động bắt rất cao rồi. Nhật Minh lao thẳng vào rổ rất khỏe. Thiếu một chút thôi, bảo sót. Chí Bách đúng như tôi dự đoán, đi thẳng vào middle và có 2 điểm vô cùng xuất sắc ở Chí Bách. Và cái điểm vừa rồi khiến tôi nhớ lại Chí Bách của Super League năm ngoái. Một trong những cầu thủ vô cùng nguy hiểm. Rất tiếc trong pha thi đấu vừa rồi khi Trung Hiếu đã không tận dụng được lợi thế trong pha steal cuối trận. Cuối hiệp đấu, hai hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta đã kết thúc với tỷ số 27-14. Khoảng cách là 13 điểm nghiêng cho nghiêng về đội Spider-Man. Và nhân đây tôi cũng muốn nói với cả các bạn là giải V-League của chúng ta sẽ khởi tranh vào ngày 21 tháng 2 dành cho hai lứa tuổi U13. Và tôi xin lỗi, 21 tháng 3 có vẻ là tôi đang mong là giải đấu ấy diễn ra nhanh hơn dự kiến các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ như vậy thì chúng ta sẽ có hai lứa tuổi là U13 dành cho các bạn từ 2010, 2009 và 2008 gồm 4 đội. Và U15 gồm các bạn từ 2006, 2005, 2007 có thể tham gia với 8 đội. Thể thức thi đấu sẽ giống với Super League và Super League của chúng ta, đó là thể thức thi đấu vòng tròn và đánh giờ chết. Vì ở phía của chúng tôi, chúng tôi mong muốn là cung cấp cho các bạn một trong những trải nghiệm tốt nhất khi thi đấu cũng như tập luyện với các huấn luyện viên chuyên nghiệp của ASA. Và tôi xin phép tôi sẽ đi lấy cho tôi cùng với người đồng hành của tôi là anh Tú đây một cốc nước sau hai hiệp thi đấu vô cùng nóng bỏng.
xin hẹn các bạn trong 3 phút tới. Xin nhắc lại, đã hết thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Xin mời hai đội vào sân thi đấu. Là tướng tật. Xin mời quý vị các bạn quay trở lại với hiệp đấu thứ 3 của trận đấu giữa Spider-Man và Hulk tại giải đấu AJ Super League 2021. Tôi là bình luận viên Bình Phan. Ở hiệp 2, đội Hulk đã giành lại được một phần lợi thế sau khi để đội hiệp Spider-Man kéo điểm rất xa trong hiệp đấu đầu tiên. Trung Hiếu, Gia Khánh, bóng về lại quyền của Spider-Man. Thành Kilian đang có bóng. Bài bài rồi, motion. Pull up. Không vào rồi, quý ba luôn. Vẫn không vào. Cầu thủ số 12 Lý Hà Thành đã phạm lỗi chạy bước. Bóng thuộc về quyền kiểm soát của đội Hulk. Nhật Minh. Nhật Minh vẫn đang kiểm soát bóng. Turnover. Và công nhanh cho Spider-Man. Mai Hào. Hai điểm cho Spider-Man. Nâng tỷ số lên 29-14. Đội Hulk gặp rất nhiều trong việc triển khai lối chơi do không có một cầu thủ cầm bóng thực sự. Những tình huống tấn công của đội Hulk thường rất là bế tắc. Hùng Milo đã có bóng. Để bóng lại cho Thành Kilian. Thành Kilian gọi bài 4.
Phan Anh 3 điểm. Không vào. Sai lầm ngớ ngẩn của cầu thủ số 15 của đội Húc. Cậu bé Bảo. Đáng lẽ có thể đi vào quả bóng nhưng anh lại truyền ra và bóng lại thuộc về đội Spider-Man. Không biết tấn công. Bên rổ vào rồi. Hùng Milo thi đấu rất là tốt ngày hôm nay. Xin mời chỉ đạo viên của đội Iron Man về bàn thư ký. Xin nhắc lại, xin mời chỉ đạo viên của đội Iron Man về bàn thư ký. Chí Bách. Chuyền bóng cho cậu bé Bảo. Trung Hiếu. Nhân Minh. Vâng. Tất cả các đường truyền của đội Húc gần như không tạo nên được sự nguy hiểm gì đối với hàng phòng thủ của đội Spider-Man. Một tình huống ghi bóng, một tình huống ghi điểm rất là ngẫu hứng của Chí Bách. Tỷ số là 31-16. Lý Hà Thành. Một tình huống cắt bóng rất tốt của Lý Hà Thành. Tỷ số là 33-16 và Spider-Man được quyền ném một quả phạt vì tình huống phạm lỗi của 11 xanh. Gia Khánh đã phạm lỗi với Lý Hà Thành. Ngay lập tức Khánh được ra sân. 12 đen được hưởng thêm một quả ném phạt. Đội bóng Húc là một đội bóng có thể hình khá tốt. Tuy nhiên các thành viên của đội Húc chưa có một sự sáng tạo trong thi đấu, cùng với việc là thiếu một cầu thủ dẫn dắt nhịp độ trận đấu. Nên là các cầu thủ của Húc thường khi mà lên bóng các bạn chưa biết phải làm gì, chuyền đi chuyền lại và cuối cùng là không tạo nên được sự nguy hiểm gì cho hàng phòng thủ của Spider-Man cả. Spider-Man đang chơi thủ rất áp sát, thủ rất tốt. Bé Bảo đánh cho Phan Anh. Phan Anh đang bị kèm bởi Phan Anh Spider-Man rất sát. Chí Bách block của Mai Hào rất hay. Thành Kilian phản công nhanh, tốt quá. Một đường chuyền rất hay của Thành Kilian và Phan Anh đã ghi được 2 điểm. Tỷ số là 36-16. Tỷ số hiện tại là 36-16 tạo nghiêng về bên đen. Chí Bách rất tham. Vâng, lại một tình huống phạt turnover nữa của Chí Bách. Lỗi phản công nhanh. Lỗi bởi Phan Anh. Các cầu thủ đội Húc đang thi đấu rất bế tắc, không có một đường chạy bài bản nào cả. Các tình huống thi đấu cố của các cầu thủ Húc thường dẫn đến turnover và đội Spider-Man là đội phản công nhanh rất tốt. Họ tận dụng chắt chiu từng tình huống một. Từ đầu hiệp 3 đến giờ chưa có một tình huống phản công nhanh nào mà đội bóng Spider-Man chưa tận dụng được để ghi điểm cho đội mình. Lỗi phản tinh thần thể thao được thổi khi mà cầu thủ phạm lỗi không bóng. Có nghĩa là cầu thủ phạm lỗi cố tình phạm lỗi. Mai Hào. Thành Kilian. Thành Kilian gọi bài. Đội bóng Spider-Man là đội bóng thi đấu rất bài bản, các cầu thủ rất kỷ luật. Chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hai đội bóng này và đấy là lý do vì sao mà đội bóng Spider-Man đang dẫn với tỷ số rất lớn, 38-16, dẫn khoảng cách là 22 điểm. Trái ngược với các đội bóng Húc là đội bóng mà thi đấu gần như là không có một bài bản, một tình huống bài bản nào, đánh thi đấu rất rời rạc thì đội Spider-Man thi đấu rất bài bản, họ chạy bài liên tục và thi đấu rất là nhiệt tình. Thành đang có bóng. Turnover. Trung Hiếu có bóng. Đột phá. Mất bóng rồi. Một tình huống turnover nữa dành cho đội Húc. Hôm nay đội bóng Húc thì đấu turnover rất nhiều. Bên xanh đã phạm 4 lỗi đồng đội. Phan Anh quyết định đột phá. Không. Pull up. Không vào. Mai Hào rebound. Tránh trong tiếng bạc rổ. Lý Hà Thành. Vâng, đã có lỗi 3 giây thổi cho đội Spider-Man. Thành đã ở trong khu vực hình thang quá 3 giây. Trong luật bóng rổ, một cầu thủ tấn công khi ở trong khu vực hình thang của đội bạn, tức là khu vực dưới rổ quá 3 giây
thì đội bóng đó sẽ bị thổi lỗi và bóng sẽ được trả lại cho bên phòng thủ. Trung Hiếu, chưa thôi, Hoàng Hiếu có bóng, Hoàng Hiếu lại một lần nữa để turnover. Hook hôm nay turnover quá nhiều. Phùng Minh Lốt có bóng, chưa rồi, quá đáng tiếc. Phải công nhanh cho đội Hook, hai điểm cho đội Hook, nâng tỷ số lên 18-38, khoảng cách vẫn còn rất xa. Mai Hào, Phùng Minh Lốt, Phùng Minh Lốt cho Phan Anh, Phan Anh pull up không vào. Phan Anh vẫn chưa tìm được cảm giác bóng của mình. Anh đã thi đấu rất tốt ở hai hiệp đầu nhưng ở đầu hiệp 3 Phan Anh vẫn chưa ghi được điểm nào. Spider-Man thay người. Đột phá, không ghi được điểm. Cầu thủ số 15 của đội Húc đã làm mất bóng. Đội Húc thay người, số 9 vào thay số 13 Hoàng Hiếu ra ngoài. 3 phút 16 giây. Spider-Man mỗi lần chạy lên bóng rất bài bản, rất kỷ luật, lần nào lên họ cũng gọi bài. Vâng, và Thành đánh rất là biến hóa. Mỗi một khi mà đội Húc muốn phá bài của đội Spider-Man thì Thành sẽ ứng biến và tạo ra một tình huống khác khiến cho đội Húc không rất là khó lường. Pull up không vào. Phan Anh đã rebound được bóng rồi, chuyền mọi bóng cho Thành Kilian. Thành Kilian chuyền vào phòng cầu nhanh, vẽ thay có bóng, hay quá. Bóng hơi lập bập, bóng vẫn về bên của Spider-Man. Ra ngoài rồi, cầu thủ Mai Hào đã chuyền bóng ra ngoài. Bóng thuộc về kiểm kiểm soát của đội Húc. Spider-Man thủ rất áp sát, rất khó chịu. Các cầu thủ cầm bóng của đội Húc gặp rất nhiều khó khăn để mang bóng lên và triển khai tấn công. Gần như đội Húc hôm nay không thể triển khai tấn công được bởi vì hàng phòng thủ của Spider-Man thủ rất áp sát. Tất cả các cầu thủ cầm bóng của Spider-Man luôn luôn bị một cầu thủ của Spider-Man áp sát từ ngay phần nửa sân. Khi cầu thủ cầm bóng của đội Húc gặp những cầu thủ kèm thủ rất là sát như Thành Kilian hay là Lê Phan Anh thì thường họ luôn luôn gặp khó khăn, không thể triển khai được bóng. Trong khi đó thì đội bóng Húc không có một cầu thủ có thể tạo đột biến ở những tình huống bế tắc như vậy. Và thứ nhất không thành công. Chấp bài bên đen xin thay người. Ebo, cầu thủ số 14 vừa ném phạt. Ebo, mỗi khi mà một cầu thủ ném phạt Ebo thì tình huống bóng đó sẽ không tiếp tục mà bóng sẽ thuộc về phần kiểm soát của bên phòng thủ. Và bây giờ Spider-Man đã có bóng. Bên Spider-Man một triển khai tấn công gọi bài nhưng đội Húc đã chơi dắt hơn và họ đang không muốn Spider-Man chạy bài nữa. Phan Anh, 3 điểm. Không ghi điểm. Lỗi dành cho cầu thủ số 11 của đội Húc. Phan Anh sẽ được ném 3 quả phạt. Đây là một trong những lỗi rất là non của các cầu thủ bóng rổ ở Hà Nội khi mà các cầu thủ muốn cản những cú ném 3 điểm của đối phương thay vì là chỉ chạy ra và giơ tay lên thì rất nhiều cầu thủ trẻ ở Hà Nội vẫn thường xuyên là nhảy lên và nhảy hướng về phía trước dẫn đến tình huống lỗi không cần thiết. Đáng lẽ là tạo ra một cú ném khó cho đối phương thì đội Húc đã cho không Spider-Man 3 quả phạt và Phan Anh đã thực hiện thành công cả 3 quả phạt. Tỷ số hiện tại đang là 41-18 nghiêng về đội Spider-Man. Bóng vào sân, thời gian thi đấu thứ 3 còn 2 phút.
Hiện tại đang là hiệp đầu thứ 3 và hiệp đầu thứ 3 này còn 2 phút. Liệu Húc có thể làm nên điều kỳ tích, kéo điểm lại để có một trận đấu cân bằng hơn với cả Spider-Man. Lỗi rồi. Lỗi của Thành Kilian, hình như là lỗi thứ 3 của Thành Kilian. Vâng. Và huấn luyện viên Khoa Nguyễn của Spider-Man đã quyết định thay Thành Kilian và vào sân là Lê Gia Hiếu, một cầu thủ trẻ mới sinh năm 2007. Xin nhắc lại, đây là một giải đấu U18 dành cho các cầu thủ sinh năm 2003 trở lại. Và mới một cầu thủ mới sinh năm 2007 thì đây là một cái giải đấu rất là khá là quá tâm đối với các bạn. Tốt, rất tốt. Mai Hào đã kịp ném bóng vào chân của đối phương trước khi bóng ra ngoài sân và bóng thuộc về kiểm soát của Spider-Man. Vâng, và liên tục huấn luyện viên Quang Duy của đội Spider-Man liên tục nhắc nhở cầu thủ của đội Húc phải chạy áp sát lên, phải nhiệt lên, bởi vì họ đang rất cần tinh thần để mà có thể gỡ được khoảng cách rất là xa này. Số đột phá 3 điểm. Vâng, Ebo. Đội Húc có vẻ như rất là cần một cầu thủ có thể gây đột biến, có thể ghi được điểm ở những tình huống khó khăn như thế này. Lỗi rồi. Lỗi cầu thủ số 15 Gia Bảo, hay còn gọi là cậu bé Bảo. Cậu bé Bảo cũng là một cầu thủ rất trẻ. Anh mới sinh năm 2007 và hiện đang thi đấu cho đội trung học cơ sở Cầu Giấy. Và trọng tài đang hội ý về tình huống phạm lỗi vừa rồi. Hãy chờ xem trọng tài quyết định như thế nào. Vâng, và trọng tài đã quyết định đấy là lỗi số 15 xanh của cậu bé Bảo. Húc có hai sự thay đổi người. Cậu bé Bảo ra sân, thay vào đó là Phan Anh. Trung Hiếu cũng đã vào sân rồi. Bé Đen cũng xin thay người. Mai Hào quả ném phạt đầu tiên không thành công. Mai Hào là một cầu thủ có thể hình rất tốt. Kỹ năng ném 3 điểm của anh cũng rất là tốt. Anh đã từng ném 5 quả 3 điểm trong giải học sinh trung học phổ thông vừa rồi. Rất tiếc là đội bóng FPT của anh đã bị loại ở tứ kết. Phan Anh có bóng. Của Phan Anh đang là một cầu thủ thuộc biên chế của đội U14 ASA. Những giải đấu như này là những giải đấu rất là tốt cho Phan Anh, cho sự phát triển của anh sau này. Chí Bách có bóng. Chí Bách đột phá. Open. Một pha phòng thủ rất lỗi của Spider-Man. Chí Bách đường tấn công vào rồi rất rộng rãi, không có ai ra để hạn chế pha tấn công vào rồi của Chí Bách. Lỗi của Phan Anh. Phan Anh thiếu rất rát, Gia Hiếu không thể lên bóng. Lỗi số 8 xanh, lỗi kéo tay. Thời gian thi đấu, nguyên thi đấu thứ 3 còn 45 giây. Đội Húc đã phạm quá 5 lỗi đồng đội. Đấy là lý do vì sao mà Gia Hiếu sẽ ném hai quả phạt. Trong một hiệp đấu thì một đội bóng sẽ được phạm lỗi tối đa 5 lần. Khi mà đội bóng đó phạm lỗi quá 5 lần thì cầu thủ sẽ được ném hai phạt. Gia Hiếu vừa ném quả phạt đầu tiên thành công. Quả phạt không thành công. Chí Bách có bóng. Turnover rồi, một đường chuyền rất bất cẩn. Gia Hiếu đã steal được quả bóng. Rất tốt, rất kỹ thuật. An Trung. Trận đấu còn 30 giây thôi. Gia Hiếu sẽ làm gì? Anh quyết định gọi chạy bài. Quân. Pull up. Từ số 13 của Spider-Man trượt rồi. Lỗi của Spider-Man rồi, một tình huống lỗi rất non nớt. Khi mà đội bóng của bạn đang dẫn đến 23 điểm thì những tình huống lỗi như này là những tình huống lỗi rất không cần thiết. Hai đội trên tay người. Hai phút sân, thời gian thi đấu còn 16 giây ở thi đấu thứ 3. Thành Vinh. Thành Vinh đột phá. Spin up.
Vào, một tình huống spin move rất tốt của Thành Vinh. Tỷ số là 22-43. Còn 5 giây thôi. 3. Nó ra ngoài rồi. Thế đó chỉ có 1 giây. Còn 1 giây. Hết giờ. Sẽ rất là khó để mà đội Húc có thể giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay khi mà chỉ có một hiệp đấu và tỷ số là 43-22. Khoảng cách là 21 điểm. Là khoảng cách mà rất khó để san hòa ở một level thi đấu cấp trung học phổ thông như ASA Super League. Đặc biệt là khi mà đội Húc không có một nhân tố nào thực sự có thể tạo nên đột biến, ghi điểm để vực lại tinh thần của các cầu thủ. Spider-Man sẽ là một đội bóng rất là đáng gờm. Trận đầu tiên của Super League, Spider-Man đã giành chiến thắng trước Vision, một đội bóng rất là mạnh với sự có mặt của Quân Lê, một cầu thủ thuộc biên chế của U17 ASA, một đội bóng rất là to cao. Và cũng có một điểm chung đối với đội bóng Húc, đó là không có một cầu thủ dẫn bóng, một cầu thủ cầm nhịp và một cầu thủ tạo nên lối chơi của đội bóng. Vị trí cầm bóng, vị trí PG là một trong những vị trí rất hiếm hoi ở Việt Nam. Rất ít người ở Việt Nam có thể cầm bóng, dẫn dắt lối chơi. Vị trí dẫn dắt lối chơi của tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay đang thuộc về Khoa Trần, là một cầu thủ Việt Kiều. Do lối chơi của bóng rổ hiện đại khiến cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang chỉ mong muốn ghi điểm nhiều hơn thay vì là thiết lập lối chơi cho đội, thay vì là tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm. Và đây sẽ là một cái những cái khó khăn, một những cái rào cản rất là lớn cho bóng rổ Việt Nam phát triển, bởi vì sẽ không có một đội bóng nào mạnh mà không mà thiếu một cầu thủ cầm bóng và dẫn dắt lối chơi, một người đội trưởng, một người lãnh đạo đội bóng. Hy vọng rằng là hiệp đấu thứ tư này đội Húc sẽ có một tinh thần tốt hơn để thi đấu. Họ rất cần sự quả cảm ở thời điểm này để có thể kéo lại khoảng cách 21 điểm trước đội bóng Spider-Man. Vâng. Ý đồ của huấn luyện viên Khoa Nguyễn đang rất rõ ràng. Anh đã cho rất nhiều cầu thủ ở hàng bench vào sân để tạo cơ hội cho các bạn được thi đấu khi mà tỷ số đã quá là xa. Ở đầu hiệp thứ tư, bóng thuộc về Spider-Man. Rất tốt. Có vẻ như Gia Hiếu luôn luôn để mất bóng vào tay của Phan Anh. Một tình huống rất đáng tiếc. Lên rổ rất trống trải nhưng anh lại lên bóng ra ngoài. Phan Anh thiếu thủ rất rát. Kiệt. Quân. Bóng 3 điểm. Vào. Vâng, một tình huống ném 3 điểm rất tốt của cầu thủ số 11 của Spider-Man. Nâng tỷ số lên 45-22. Khoảng cách đã là 2-3 điểm rồi. Chí Bách. Kích ra ngoài. Phan Anh ném 3 điểm. Vâng, không vào, trượt rồi. Gia Hiếu đã rebound được quả bóng. Anh quyết định đột phá. Tìm người. Một tình huống ném quăng bóng rất khó. Vâng, nhưng mà số 16 Spider-Man đã rebound được quả bóng và bù rổ thành công. Tỷ số đã là 48-22. Rất tốt, crossover Chí Bách. Chưa tôi, rất đáng tiếc. Tình huống này Chí Bách hoàn toàn có thể lên thẳng rổ, nhưng thay vì đó anh lại jump stop, hướng người sang vào giữa rổ và tạo một tình huống rất khó. Chí Bách đánh rất khó. Áp lực về điểm số đã khiến cho các cầu thủ của đội Húc đã có những pha thi đấu không bình tĩnh. Họ mất rebound rất nhiều. Rất tốt, Thành Vinh. Vâng, Thành Vinh vẫn còn bóng. Và anh vẫn có thể đột phá. Rất khó. Anh ấy thì rất là cố. Thành Vinh hoàn toàn có thể chuyền bóng cho đồng đội, sau đó chạy cắt. Như thế sẽ nguy hiểm rất là nhiều. Gia Hiếu có bóng. Gia Hiếu gọi motion. Tấn công, Gia Hiếu tấn công vào rổ. Anh đã chạy bước rồi.
trong bóng rổ. Khi mà bạn đã cầm bóng lên thì bạn chỉ được quyền chạy 2 bước, không đập bóng. Trước khi đó, sau đó bạn chỉ có thể được chuyền hoặc ném. Nếu như bạn bước tiếp bước thứ 3 thì bạn sẽ phạm lỗi chạy bước và bóng sẽ thuộc về bên kiểm soát của bên đối phương. Đỗ Húc vừa gọi time out. Nay trận đấu chỉ còn 6 phút. Rất khó để Đỗ Húc có thể làm nên một điều kỳ tích trong trận đấu ngày hôm nay. Đã hết thời gian hội ý với cả hai đội cùng vào sân thi đấu. Một trận đấu rất bế tắc của đội Húc. Với màn trình diễn như thế này sẽ rất là khó để có thể nhìn thấy một cái cơ hội vào playoff của đội Húc trong mùa giải năm nay. Năm ngoái đội Húc cũng đã miss playoff và không thể tham gia. Tình huống rất thông minh của cậu bé Bảo. N1 dành cho Thành Vinh, số 10 của đội Húc. Đội Spiderman sau khi dẫn điểm quá sâu đang có những sự mất tập trung nhất định. Số 16 đen lấy tay. Số 10 xanh được hưởng thêm một quả đẹp. Trong bóng rổ, khi mà bạn tấn công rổ và ghi điểm, và trong cái động tác ghi điểm mà đối phương lỗi bạn thì bạn sẽ được quyền đến thêm một quả phạt. Rebound được Húc, phản công nhanh, trở lên cao, cậu bé Bảo rất tốt. Quá non nớt. Thay vì tấn công rổ, cậu bé Bảo quyết định chơi chỉ bách và một đường truyền rất là bất cẩn dẫn đến turnover cho đội Húc. Spiderman đang có bóng, bóng chuyền về cho Gia Hiếu. Gia Hiếu gọi bài 4. Một tình huống bất cẩn của Gia Hiếu. Đen là bóng ra biên. Đội đội truyền cho anh nhưng mà anh không để ý. Bóng bật vào ngực anh và bay ra ngoài. Bóng thuộc về sự kiểm soát của đội Húc. Cậu bé Bảo. Chúng ta có thể thấy là đội bóng Húc bế tắc như thế nào khi huấn luyện viên Quang Duy đang quyết định dùng cậu bé Bảo là cầu thủ dẫn bóng. Cậu bé Bảo là có một lối chơi rất là càn lướt ở lứa tuổi trung học cơ sở. Anh là một cầu thủ chuyên chạy fast break, đánh giống như một cầu thủ ghi điểm nhiều hơn là một cầu thủ dẫn bóng. Đấy là lý do vì sao anh thích cho bóng. Phan Anh rất tốt, 2 điểm cho Phan Anh. Phan Anh là một cầu thủ thủ rất khó chịu với cái xe tay rất dài. Ở Super Kid, Phan Anh trung bình một trận đấu có 3 tình huống cướp bóng từ những tình huống như vừa rồi. Spider-Man có bóng. Vâng, Phan Anh đang kèm Phan Anh. Phan tấn công, anh quyết định đột phá. Bóng lập bập. Rất bình tĩnh. Thay vì quyết định đánh tiếp, đánh cố thì Phan Anh quyết định chạy bài. Lỗi rồi, lỗi của Trung Hiếu. Chúng ta có thể thấy vì sao đội bóng Spider-Man thắng đậm đến vậy. Họ thiếu rất bài bản, thủ tốt, nhiệt, tấn công bài bản. Các cầu thủ rất kỷ luật, không hề có những tình huống đánh cố. Họ thiếu rất chỉnh chu. Đội bóng này sẽ là đội bóng rất mạnh và sẽ là ứng cử viên vô địch của giải đấu AEC Super League năm nay. Với sự có mặt của Lê Phan Anh, Thành Kilian là hai thành viên của đội bóng U17 AEC. Ngoài ra có Hung Milo, Mai Hào, những hảo thủ đến từ Cầu Giấy. Vâng, và tôi vừa nhắc đến Mai Hào. Một tình huống 3 điểm cho Mai Hào. Nâng tỷ số lên 51-26, khoảng cách là 25 điểm rồi. Liên tục những tình huống thi đấu lập bập của đội bóng Húc. Các cầu thủ của đội bóng Húc luôn luôn thi đấu gần như là tôi cảm thấy như họ đang thiếu tất bản năng, không có một sự tư duy gì trong tình huống cả.
họ thường xuyên dẫn bóng không mục đích và cố gắng vượt qua đối phương một cách rất là khó khăn. Chí Bách có bóng, Chí Bách nhận screen, Chí Bách ghi điểm, không vào, hai điểm, hai phạt cho Chí Bách. Tình huống lỗi vừa rồi thuộc về Mai Hào. Đội bóng Húc không phải là đội bóng yếu, tất cả các nhân tố của đội bóng Húc xét về phương diện cá nhân đều tốt. Có những cầu thủ đến từ đội bóng của trường Trung học Phổ thông Olympia, là một trong đội bóng mạnh hàng đầu của Trung học Phổ thông Hà Nội. Tuy nhiên, sự thiếu gắn kết khiến cho đội bóng Húc này gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, trong việc áp đặt lối chơi lên đội bạn. Chí Bách ném vào quả phạt thứ hai, tỷ số là 51-26. Mỗi một lần Thành cầm bóng lên, Thành kia cầm bóng lên, anh đều gọi bài. Đội bóng Spider-Man có lẽ là một trong những đội bóng có nhiều bài nhất ở giải ASA Super League. Rất khó đoán, nhiều bài như vậy sẽ khiến cho các đội rất khó bắt bài. Chưa kể đến việc là các cầu thủ đột biến của Spider-Man có rất nhiều, ví dụ như Hùng Milo. Vâng, không vào. Lạc Khánh có bóng, Lạc Khánh đẩy bóng, Lạc Khánh tấn công rất tốt, hai điểm tính cho Gia Khánh. Gia Khánh là một cầu thủ đã trưởng thành rất nhiều từ giải Super Kids. Trong giải đấu Super Kids, anh gần như không thể hiện được nhiều. Tuy có thể hình rất to, nhưng Gia Khánh không có nhiều kỹ năng cũng như tư duy về chiến thuật. Nhưng trong hai trận đấu đầu tiên của Super League, Gia Khánh đã có sự cải thiện rất nhiều và trở thành một trong nhân tố rất là then chốt của đội bóng Húc. Thành Kilian nhận screen từ Lý A Thành, anh quyết định pull up, hai điểm cho Thành Kilian rất đẹp. Tỷ số là 53-29 dành cho đội bóng Spider-Man. Các bạn có thể thấy mỗi một lần lên bóng, hai bóng dành cho Chí Bách, mỗi một lần lên bóng thì đội Húc đều không thể triển khai được bất kỳ một chiến thuật nào. Hôm nay đội Húc có lẽ phải có 20 tình huống mất bóng. Thành Kilian gọi bóng, loại bài, Phan Anh kèm rất sát. Việc kèm sát cầu thủ cầm bóng của đối phương sẽ giúp cho các đội bóng hạn chế được tình huống chạy bài của đội bạn. Spider-Man Hùng Milo vừa mới ném 3 điểm, tỷ số lên 56-29. Hôm nay đội bạn Spider-Man thi đấu rất cháy. Một tình huống trả luôn của đội bóng Húc, một tình huống ném 3 điểm của Hoàng Gia Bảo, số 4 đội Húc. Hoàng Gia Bảo là một cầu thủ cũng mới sinh năm 2007. Rất nhiều cầu thủ kỳ của đội bóng đội Húc mới sinh năm 2007 mà thôi. Đó, để bảo phát công nhanh. Hoàng Gia Bảo có bóng rồi, anh quyết định lên rổ. Lỗi của Lý Hà Thành. Hai quả phạt dành cho Hoàng Gia Bảo. Quả phạt đầu tiên không thành công. Đây sẽ là một bài toán rất khó giải dành cho huấn luyện viên Quang Duy trong mùa giải ASA Super League năm nay. Làm sao để có thể khiến cho lối chơi của đội bóng biến hóa hơn, đa dạng hơn. Làm sao để vực lại tinh thần cho đội bóng Húc sau trận đấu thua rất đậm này, khi mà giải đấu vẫn còn 6 trận đấu nữa, 5 trận đấu nữa, xin chào các bạn. Rất tốt, có ấy bảo, nhận bóng rồi. And one! Những cầu thủ 207 của đội bóng Húc đang thiếu rất tốt. Cậu bé Bảo, Lê Vũ Phan Anh, Hoàng Gia Bảo, vâng. Tất cả các cầu thủ này mới sinh năm 2007 mà thôi. Và đây, các cầu thủ này sẽ là những nòng cốt của đội bóng Húc Super Kids năm sau. Húc Super Kids năm sau sẽ là một đội bóng rất mạnh. Đội bóng Húc cũng là một đội bóng có rất nhiều bảo.
Điểm qua tôi đã thấy là đội bóng Húc có 3 cầu thủ tên là Gia Bảo. Và 3 cầu thủ Gia Bảo này đều là những thành phần rất là quan trọng đối với đội bóng Húc. Thành Kilian chuyền cho Mai Hào. Mai Hào chuyền bóng cho Lê Thành. Không được rồi, bóng về tay Phan Anh. Phan Anh đã phạm lỗi chạy bước, rất đáng tiếc. Húc gọi hội ý. Hiệp đầu thứ tư chỉ còn 1 phút 41 giây. Và chúng ta có thể thấy là mặc dù Spider-Man đã dẫn rất xa, nhưng mà huấn luyện viên Khoa Nguyễn cũng như là Thành, Kilian đã có những phản ứng rất là gay gắt đối với đồng đội khi mà họ không thực hiện nghiêm túc chiến thuật. Đây cũng là lý do vì sao mà đội bóng Spider-Man thi đấu rất kỷ luật. Họ luôn đòi hỏi ở nhau ở tiêu chuẩn cao nhất. Đấy là tinh thần của những nhà vô địch. Và tôi tin rằng là Spider-Man năm nay sẽ là một đội bóng rất đáng gờm. Hiệp đầu chưa có 1 phút 41 giây. Tỷ số đã an bài. Đã hết thời gian hội ý, xin mời hai đội vào sân thi đấu. Liệu huấn luyện viên Khoa Nguyễn có cho những cầu thủ dự bị vào sân hay không, hay là anh vẫn tiếp tục giữ đội co của mình ở lại sân? Tỷ số hiện tại là 56-34, tạm nghiêng về bên đen. Theo một thông tin về hè mà tôi mới biết được thì đội bóng Húc đang rất có thể sẽ có sự tham gia của cầu thủ Gia Bách Du, một cầu thủ đã tham gia đội bóng Spider-Man năm ngoái, một PG dẫn dắt lối chơi rất tốt, một trong những PG dẫn dắt lối chơi hàng đầu Hà Nội hiện nay. Anh là bạn của các cầu thủ học trường Olympia và rất có thể các cầu thủ trường Olympia sẽ có thể thuyết phục anh tham gia đội bóng Húc với hy vọng là cải thiện màn trình diễn của đội Húc trong mùa giải năm nay. Vâng, có vẻ như đội bóng Spider-Man vẫn giữ những cầu thủ starter với ý đồ triển khai một bài mới. Đội bóng Spider-Man luôn luôn tìm kiếm cơ hội để có thể triển khai và phát huy được những bài chiến thuật mới. Bên đen hưởng hai quả đếm phạt trọng tài. Bên xanh xin thay người. Vừa rồi có tình huống lên rổ bị phạm lỗi của Lê Phan Anh. Phan Anh được hưởng hai quả đếm phạt. Các vận động viên trên sân. Hôm nay Phan Anh thiếu rất tốt. Tôi chưa thấy anh bỏ lỡ một tình huống ném phạt nào. Tình huống ném phạt thứ hai cũng thành công. Phạt thứ hai thành công. Vâng, Nhật Minh có bóng. Nhật Minh speed move. Rất tốt. Vâng. Đội bóng Húc đang chơi pressing, họ đang chơi áp sát. Lê Việt Quang Duy liên tục nói sát lên, sát lên. Đội bóng Spider-Man có rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Hùng Milo. Hùng Milo phạm luật chạy bước rồi. Thay vì quyết định ném, anh quyết định đột phá vào một trong hàng trong rất đông người của đội bóng Húc. Nhật Minh. Quế Bảo đột phá. Tốt. Ôi. Phạm lỗi rồi. Lỗi của Lý Hà Thành. Lỗi số 12 đen, lỗi cản người. Đen xanh được hưởng. Cậu bé Bảo được hưởng hai quả ném phạt. Tỷ số đang là 58-36. Nhưng về phía đội Spider-Man, hiệp đầu thứ tư chỉ còn 41 giây. Tình huống ném bóng rất ngang của cậu bé Bảo. Trong bóng rổ, nếu như muốn tất cả diện tỷ lệ ném thì đường bóng của bạn phải rất cao. Nhưng đa phần các cậu bé, các cầu thủ bóng rổ trẻ của Hà Nội, của Việt Nam cũng như Hà Nội, của Hà Nội cũng như Việt Nam thường là ném bóng rất ngang. Một phần là bởi vì các bạn không có sự rèn luyện về thể chất nên sẽ không có sức để ném quả bóng cao lên. 30 giây. Mai Hà có bóng. Hùng Milo bóng phách đột phá. Còn qua người rất đơn giản nhưng anh lại lên rổ trượt rồi. Lý Hà Thành đã rebound được bóng và anh bị phạm lỗi trên đường lên rổ. Hùng Milo đã cảm thấy rất nuối tiếc bởi vì tình huống vừa rồi rất đẹp, rất hay, nhưng lúc cần ghi điểm thì anh lại lên rổ ra ngoài. Tình huống bóng đó Hùng Milo hoàn toàn có thể lên rổ đập bảng, nhưng mà thay vì anh lại lựa chọn lên rổ thẳng rổ.
bóng ra ngoài. Rất may là Thành đã rebound được quả bóng. Quả phạt thứ nhất thành công. Quả phạt đầu tiên không tính. Bởi vì Thành đã dẫm chân lên vạch ném phạt. Khi ném phạt bạn không được dẫm chân lên vạch ném phạt cho đến khi bóng chạm vành. Đây là lỗi mà rất nhiều cầu thủ trẻ vẫn luôn mắc phải. Mai Hào, Fumilo. Thành đã nhắc nhở đồng đội thi đấu chậm lại. Rất tốt. 15 giây. Cố gắng thi đấu rất nhiệt. Phan Anh. Rất tốt. 2 điểm cho Phan Anh. Có lẽ Phan Anh sẽ là MVP của trận đấu ngày hôm nay. Còn 10 giây nhưng huấn luyện viên Quang Duy vẫn hội ý. Có lẽ là anh vẫn muốn tận dụng 10 giây này để giúp cho đội Húc triển khai một cái chiến thuật nào đó để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu sau. Tỷ số hiện nay là 60-37. Kỷ lục của giải đấu Super League năm nay là 61 điểm nghiêng về đội bóng Iron Man. Và 61 điểm đó cũng là số điểm mà đội Iron Man đã ghi trước đội bóng Húc. Như vậy là đội bóng Húc đang là đội bóng bị thua nhiều điểm nhất trong giải đấu ngày năm nay. Họ rất cần phải xem lại về hiệu quả phòng thủ của đội mình. Rồi. Nhật Minh ném 3 điểm. Chưa rồi, Ebo. Hiệp đấu chỉ còn 3 giây. Vâng, và Thành Kilian đã quyết định từng bóng. Vâng, và trận đấu đã kết thúc và tỷ số là 60-37 nghiêng về đội bóng Húc. Đây là một tỷ số rất đậm. Đội bóng Húc sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu như họ mong muốn có một vị trí thi đấu playoff năm nay. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa đội bóng Iron Man, ứng cử viên vô địch của giải đấu, và đội bóng Vision là một đội bóng cũng rất mạnh. Đội bóng đã thua Spider-Man với khoảng cách 7 điểm ở trận đấu đầu tiên. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ở lại với màn hình máy tính của mình để tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai của giải bóng rổ ASA Super League dành cho lứa trung học phổ thông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hai đội cùng 5 phút.